Vào ngày 29 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Trần Văn Luyến cùng với đồng phạm Phạm Chí Dũng, Trần Minh Tâm và Trần Văn Nhật tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép. Các đối tượng tuyển ngư dân theo tàu cá đi qua vùng biển các nước Malaysia, Indonesia để khai thác thủy sản và bị bắt giữ. Theo cáo trạng, ngày 16 tháng 5 năm 2022, cặp tàu số hiệu KG94294TS và kg 94295TS do Trần Văn Luyến làm chủ, đánh cá ở vùng biển Malaysia, thì bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ. Đến cuối tháng 5 năm 2022, Trần Minh Tâm nhờ Nguyễn Bảo Duy là cán bộ đăng kiểm, làm ngay bộ hồ sơ tàu mới, số hiệu khác, với số tiền 400 triệu đồng. Sau đó, Tâm giới thiệu Phạm Chí Dũng cho Luyến để chạy tài công qua Malaysia, khai thác thủy hải sản bất hợp pháp. Đến tháng 9 năm 2022, Dũng rủ thêm Trần Văn Nhật Trần Văn Tài, Nguyễn Văn Tới và nhiều người lao động khác đi theo tàu. Sau khi tàu qua tới vùng biển Malaysia, Dũng tắt hết thiết bị giám sát hành trình và xóa số cuối của hai tàu cả trên để tránh bị lực lượng chức năng địa phương phát hiện. Ngày 18 tháng 10 năm 2022, khi các đối tượng chạy cặp tàu về vùng biển Indonesia thì bị bắt. Xét thấy hành vi của Luyến Dũng Tâm và Nhật có tổ chức liều lĩnh, nguy hiểm cho xã hội. Hội đồng xét xử tuyên phạt Luyến 8 năm tù, Dũng 7 năm tù, Tâm 7 năm tù, và nhật một năm tù riêng đối với nguyễn bảo duy cán bộ đăng kiểm tòa đề nghị công an tỉnh kiên giang tiếp tục điều tra làm rõ